Xin kính chào quý vị và các bạn. Nơi có thời tiết đáng lưu ý nhất trong hôm nay và những ngày tới là các tỉnh miền Trung nước ta. Thông thường ở khu vực này thì tháng 4 hàng năm, nắng nóng sẽ bắt đầu xuất hiện và gia tăng, và năm nay cũng không là ngoại lệ. Dự báo từ nay đến hết tuần và sang cả những ngày đầu tuần tới, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng ở phía Tây kết hợp với điều kiện địa hình của dải Trường Sơn gây nên hiệu ứng phơn, nắng nóng sẽ lan rộng trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào cho tới Bình Định và Phú Yên. Do cường độ nắng mạnh nên nhiệt độ trên khu vực tăng cao vào thời điểm trưa chiều. Mức nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 39 độ. Riêng một số nơi ở vùng núi phía Tây khu vực, nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ. Trời nắng như đổ lửa cùng với độ ẩm không khí giảm thấp sẽ là mối hiểm họa về cháy nổ. Do vậy, quý vị và các bạn cần hết sức cảnh giác, tránh để xảy ra hỏa hoạn, đặc biệt là tại những cánh rừng phía Tây của khu vực. Nơi có mức nhiệt dễ chịu hơn ở Trung Bộ là các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận. Tại đây cường độ nắng không quá mạnh, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 33 đến 36 độ và có gió biển thổi nhẹ nên rất thích hợp cho các hoạt động du lịch biển trong những ngày nghỉ cuối tuần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng 3 ngày tới trời vẫn nắng nhiều, nhiệt độ tăng cao vào thời điểm giữa trưa và nắng nóng tiếp tục xảy ra, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ như là Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh. Đến chiều tối, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện cục bộ trên khu vực. Tuy không phải là những cơn mưa trên diện rộng nhưng do đang trên nền nhiệt độ cao, bầu khí quyển bị xáo trộn mạnh nên trong cơn dông rất dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm. Do vậy, quý vị và các bạn nên tìm nơi tránh trú nếu xảy ra mưa dông mạnh để đảm bảo an toàn. Quay trở ra các tỉnh miền Bắc, nắng nóng cũng đã xảy ra ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và phần phía Bắc của tỉnh Sơn La trong mấy ngày gần đây. Dự báo trong khoảng 3 đến 4 ngày tới do sự phát triển và mở rộng của vùng áp thấp ở phía Tây nên nắng nóng trên diện rộng sẽ xuất hiện tại khu vực này. Nhiệt độ tăng dần từng ngày, đến ngày 20 và 21 tháng 4, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35 đến 36 độ. Trong đó tại Hòa Bình và những nơi như là Mường Lay, Mường La, Sông Mã, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ dao động từ 38 đến 40 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trong 3 ngày tới ở Vịnh Bắc Bộ và phần phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm phía Tây của huyện đảo Hoàng Sa có gió Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 gây sóng cao biển động. Các vùng biển khác, trong đó có huyện đảo Trường Sa vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt. Gió có hướng Đông Nam đến Nam với cường độ trung bình ở cấp 3 đến cấp 4, trời nắng ráo và tầm nhìn xa thoáng nên thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Như vậy, trong những ngày tới, Bắc Bộ phổ biến là ít mưa, nền nhiệt có xu hướng tăng dần mỗi ngày, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng. Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, riêng vùng núi các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày oi nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Và đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 18 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!